Đây, xin chào bà con. Bữa nay tôi livestream cái Facebook của anh Trí nha. Đây, tôi đang ở shop barber shop của anh Trí ở góc ngã ba Nguyễn Thị Nhỏ với Lữ Gia. Ngã ba đúng không anh? Hôm nay thì anh giờ khóa máy sao ta? Rồi tiếp tục quay trở lại với chương trình. Nãy giờ ảnh có điện thoại. Từ để tôi chui camera đã. Rồi chờ thấy chưa, sáng sủa chưa? Đây. Đây bà con hãy nhìn cái logo ở trên điện thoại, nó là logo của Sài Gòn Tattoo Expo 2018 diễn ra vào tháng 11 tới. Hôm nay anh Trí sẽ biểu diễn khắc logo cho tóc của một khách hàng. Đây, bà con hãy nhìn coi cách anh ấy cầm tông đơ à, gọt tỉa. Không có cần nháp nhiếc gì luôn. Nhìn hình là ra luôn. Chúng ta đang ở Vũ Trí Barber Shop. Shop thứ 8 ạ. Nhìn anh Trí anh làm này mốt cái bếp bếp lớp rồi, muốn dẻo quá. Muốn cầm cỏ chơi quá sợ. Đây có bạn nào là barber trẻ không? Vào nhìn một người đầy kinh nghiệm biểu diễn. 2 giây, 3 giây cũng được. Chắc không có đâu bạn ơi. Xin mời khổ quá. Bây giờ thì mình cứ để cho anh Trí thực hiện những cái bước cơ bản của cái quá trình đó đi. Chút nữa tôi sẽ quay lại. Không, cho bây giờ mình dán vô đó là mấy anh barber trẻ học nghề thôi. Còn quý vị bị chóng mặt. Đây là qua... Tụi tôi đang qua shop của anh Trí để làm chương trình cho Sài Gòn Tattoo Expo. Thì cái ý tưởng mà khắc cái logo của Tattoo Expo này là anh Trí đưa ra. Và tụi tôi rất bất ngờ khi mà anh chọn một cái hình rất là nhiều chi tiết. Và cũng gặp tôi là tôi nghĩ là khó lắm luôn á. Nhưng mà anh chọn hình này. Biểu tượng của Sài Gòn Tattoo Expo là một con nghê bà con à. Ban tổ chức tại sao lại chọn cái logo này thì người ta nói là ý nghĩa là cái con này chỉ có ở một mình đất nước Việt Nam có thôi, không có nước nào mà có con nghê hết á. Cho nên là ban tổ chức lấy cái nào hàng độc thì ban tổ chức chơi. Đó. Rồi, quay lại đi. Cho bà con ngắm cái đẹp một chút. Shop này của anh Trí ở Nguyễn Thị Nhỏ bà con ơi. Từ lúc tụi tôi tới giờ thì shop không có ngớt khách nha bà con. Ở bên ngoài này là mấy anh thợ tóc đẹp trai, còn bên trong kia là những cô nàng đẹp gái mà đang ngồi ăn bánh bèo. Nãy giờ làm mệt quá, giờ tới giờ giải lao rồi. Đây là ăn đi ngon á. Gia Bảo ekip rồi tiếp tục quay trở lại với anh Trí. Xin chào bà con. Đó. Không ai nói nên không có dám sửa. Bà con nhìn anh Trí có cái hàm rau kẽm mà được không? Rau mở vĩnh ngược lên kia. Để mà chọc cho anh Trí cười là rất là khó luôn á. Anh đang đóng vai lạnh lùng. Lạnh lùng. Lạnh lùng sủng.
lạnh lùng chứ không có hung ác đó không anh? Cũng được. Hello, mấy bạn thấy tụi tôi xăm nhiều không? Bạn này là bạn bên người tóc không mà đúng không? Ừ. Bữa nay thấy người xăm đứng kế bên người tóc nè. Tại vì tụi tôi là thợ xăm nên xăm rất là nhiều. Anh Chí ngày trước cũng đã từng xăm. Anh Chí cũng và rất là yêu xăm mình. Anh Chí, anh mở barber shop này đã bao nhiêu năm rồi? 25 năm. 25 năm trong nghề barber. Vâng. Mạng đang yếu, kết nối đang yếu nè. Nó đang ghi chứ nó không có phát. Xin lỗi bà con đã chịu khó chờ đợi nha, nãy giờ mạng yếu quá. Nó bị ghi hình chứ nó không có phát trực tiếp. À, không biết là nãy giờ anh Chí đã đi tới khúc nào rồi, tôi nhìn vô tôi rối rắm quá. Trên đầu á. Chi tiết quá ha anh Chí. Chính cái chi tiết đó mới thể hiện cái tài của anh Chí đó. Trong khi anh Trí làm việc thì anh Sơn với khẩu súng trong tay đang nhắm anh Trí. Đó. Quay phim thôi mà cũng phải há mồm. Rất là tập trung nha bà con. Tụi tôi đang làm chương trình cho Sài Gòn Tattoo Expo, một lễ hội xăm mình được gọi là tổ chức quy mô nhất từ trước đến nay tại Sài Gòn. Đây là shop của anh Trí. Đây là phong cách của giới barber nha bà con. Tôi thì không có am hiểu rành lắm nhưng mà tôi cứ thấy nó rất là ngầu. Nó ngầu còn hơn tiệm xăm nữa. Ok ok. Rời rời location. Rất là ngầu. Style rất là quý ông. Địa điểm làm đẹp của các quý ông đây rồi. Không biết anh này anh đang cắt tóc cái kiểu gì đây. Rồi cái phần dưới mình giữ hay là mình hớt luôn? Tôi tham gia là cái tóc này là kiểu modern. Tôi chưa bao giờ từng thấy, khuyên bạn nên giữ lại. Không cắt nữa. Ừ, chắc lắm. Rồi, bà con, anh bạn này sẽ đẹp trai hơn sau khi bạn kia làm xong mái tóc cho bạn ấy. Rồi, quay trở lại với cái logo. Rất là nhanh. Ô, xin lỗi nha. Thôi bây giờ mình qua đây chém gió với tôi một xíu đi. Giao lưu với các bạn ở bên Facebook của anh Vũ Trí. Hello. Đang xem câu bóng khẩu chứ chưa? Ừ. Nghe chị Mai cười giòn ghê. Hello Giang Barber. Ở trong này, ở trong livestream này là tôi biết là barber nhiều hơn thợ xăm. Barber nhiều hơn tattoo. Bình thường tôi livestream Facebook tôi toàn là tha thu thôi. Còn bên này là toàn barber thôi. Hello. Hôm nay mình qua đây mình làm quen bữa. Đó. Soi trong gương. Các tường như ý. Xin chào. Trời ơi, bên kia lại tóc luôn đi. Hay đó. Hello. Chơi tóc gì hay, anh nói thiệt, anh góp ý mình luôn á. Nhìn rất là quái đản. Quái dị. Ở đây có ai biết tôi không? Có. Tôi nè. Trong 52 người đây có ai biết tôi không? Tuyệt vời.
tuyệt vời không bà con? Anh bà con chờ chút xíu nha, anh Vũ Trí sẽ show up cho bà con coi cái tác phẩm điêu khắc trên tóc. Anh Vũ Trí hiện tại đang là một người rất có tiếng trong giới barber trong và ngoài nước về thành công trong con đường barber và cái nghệ thuật điêu khắc trên tóc của anh ấy. Nhật Bản chào Việt Nam. Hello Việt Nam, xin chào Nhật Bản. Chào Nhật, tiếng Nhật là sao? Arigato, phải không ta? Không biết, cảm ơn sao không em? Tiếng Nhật chào phải không? Ủa, cái đó là cảm ơn à? Không biết nè. Không, ở trong nhà hàng Nhật hay chào gì tôi quên à. Ừ. Nói chung là Việt Nam chào Nhật Bản nha. Hello à. Xin chào mọi người đã nhắc tên tôi. Cảm ơn kìa. Đó là cảm ơn à, ok. Để mai mốt tại tôi yên tâm, tôi sẽ học lại cái câu chào hỏi của Nhật Bản. Ở tiệm tôi có học trò dạy tiếng Nhật mà. Anh Sơn đang thay súng. Nhìn anh Sơn xăm mình xăm mẩy như là giang hồ vậy. Nhưng mà anh Sơn là một thợ quay phim. Ừ. Ok ok. Dạ. Đây. Có tiền không các bạn ơi? Những cái tác phẩm điêu khắc trên tóc anh Vũ Trí làm rất là nhanh, chứ nó không có lâu như tôi nghĩ. Nãy giờ thì cũng được khá khá rồi á. Nhưng mà từ từ xong hết đi bà con mới thấy được. Chứ giờ mình ở ngoài nghề mình khó tưởng tượng lắm. Anh Vũ Trí có một gọi là gì nhỉ? Chi nhánh hả? Chuỗi chi nhánh. Bà con nào đi ngoài đường thấy có cái tên là Vũ Trí Barber Shop thì ghé vô là của ổng đó. Bao nhiêu chi nhánh? 8 chi nhánh lận. 11, 8. Bao nhiêu cái anh chị? 8. Ngoại chào cô Mai và Vinh nè. Dạ, chào ngoại. Trong đây cũng có ngoại nữa ngoại. Ngoại ở khắp mọi miền đất nước như ngoại. Ngoại nhiêu tuổi rồi ạ? Bữa nay tôi qua bên Facebook của anh Vũ Trí, tôi chặt chém nè. Chặt chém. Có ai hỏi thăm gì tôi không? Có ai biết tôi là ai không? Vậy nhìn anh Trí xăm mình như một giang hồ, nhưng anh Trí là một thợ cắt tóc có trái tim yếu đuối phải không? Cái này phải hỏi. Yếu đuối hay không hỏi chị Mai mới biết không? Phải hỏi chị Mai, chị Mai Trương nha. Chị Mai ý là vợ anh Trí chứ mà hỏi tôi nha bà con, hỏi tôi chịu chết. Có nhận đệ tử không anh Trí? Đây từ từ để quay sư phụ. Đó. Anh Trí có nhận đệ tử không ạ? Có lớp đào tạo á bạn, mà có gì thì bạn cứ nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho anh Trí sẽ chỉ dẫn, còn tôi thì tôi không có biết lắm. Mọi người nhớ ủng hộ Barber Shop Vũ Trí Năm ở 105 Nơ Trang Long nha. À, cái đường Nơ Trang Long này gần nhà tôi Phan Xích Long nè bà con. ông có dính với nhau không em? Nó cũng gần. Giờ tóc tôi vậy sao tôi ủng hộ em? Thì ngoại hay xem Mai và Vũ Trí. Dạ ok ngoại. Bữa nào mà ngoại rảnh thì ngoại qua shop của anh Trí Barber, còn qua tiệm của con xăm chơi tới luôn ngoại ơi. Ở đây vừa mới xăm mà. Thấy đâu? Có xăm anh Trí? Ở đây có xăm không? Anh Trí cũng có một cơ sở tiệm xăm ở bên quận Nhất nha bà con. Địa chỉ bao nhiêu anh Trí? 45 Lương Hữu Khánh. 45 Lương Hữu Khánh bà con. Trời ơi, ai thả tim nhiều vậy, thả vừa thôi. Nhìn anh Sơn bình thường ở nhà rất đú đỡn, nhưng mà vào việc thì rất là nghiêm con nhà bà Túc. Ừ. Đấy.
Anh Sơn mỗi lần đi quay về kêu là đau lưng, thì ra là đây là thủ phạm. Rất mong được tiếp đón anh Vinh chị Mai tại Vũ Chiến 5 nơi Trăng Long. Ok. Đầu tôi đầy giờ hết gì? Mai mốt qua móc like cho ổng giùm tôi chút nha. Đang ở chi nhánh 8 bà con ơi, ở Nguyễn Thị Nhỏ. Mọi người ghé Vũ Chí 4 ở 78 Trương Công Định, phường Tân Bình nha. Ok. Rồi rồi, bây giờ mấy Vũ Chí khác đâu, đọc địa chỉ á, tôi quảng cáo luôn lượt nè. Trời ơi, công nhận anh Chí có mấy nhân viên lành thiệt, thấy livestream vô là đọc địa chỉ liền. Đây, đây là chị Mai Trương, vợ của anh Chí bà con. Đó. Người ta nói những người đàn ông có tài luôn luôn có vợ đẹp. Anh Chí là một trong những ví dụ như vậy. Anh Chí cũng vậy nè. Không, tôi nói vậy khác nào khen tôi đẹp. Đó, chị Mai Trương, gắn thẻ chị Mai Trương hết vô bà con. Đó. Những người đàn ông có tài luôn luôn có vợ đẹp. Giờ đẹp mà còn xăm mình nhiều nữa. Sắp rồi, sắp ra gì rồi bà con ơi. Ok ok. Đúng rồi. Mấy chị em phụ nữ đẹp là những người đàn ông tình không có tài. Đúng rồi. Đúng không? Tại vì có tài mới cua được gái đẹp. Đúng rồi. Cua gái đẹp là một cái tài rồi. anh Vinh đi chôn anh Trí hả chị Mai? Anh Vinh có tóc đâu mà anh Trí hớt. Bởi vậy qua cho anh Trí bớt râu. Không, chút nữa xong chương trình là tôi sẽ nhờ anh Trí thắt bính cái tóc của tôi giống như tóc của anh Trí á, để tôi để một tuần tôi không gội đầu cho nó sướng bà con. Hôm nay chế mai tươi hả? Lúc nào cũng tươi. Rồi, hân hạnh được đón tiếp mọi người tại Vũ Chí Barber Shop số 6, địa chỉ 676 Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8 nha bà con. Đó. Barber Shop Vũ Chí số 6 đã điểm danh rồi đó. Rồi, bây giờ là anh Chí đã ra một cái khung rồi đó. Chút nữa mới xong nha. Đây là một con nghê. Một trong những linh vật. Alo. À lộn, chỉ có một mình nó thôi. Là ở Việt Nam. Chứ không phải linh vật của Việt Nam, nhưng chỉ Việt Nam mới có bà con. Cái này mà ai muốn tìm hiểu thêm về con nghê thì hỏi anh Gồ. Dân ta mà không biết sự ta thì cứ phải tra Google. Rồi, ok mọi người nhớ cái ủng hộ Barber Shop Vũ Chí số 1, địa chỉ đau nổ luôn nè. Hớt tóc bằng đam mê nha bà con. Ở đâu hớt bằng kéo, bằng ở đâu hớt bằng kéo với lại bằng tông đơ tôi không biết, nhưng riêng ở Barber Shop Vũ Chí hớt tóc chủ yếu là bằng đam mê đó. Cúp đam mê đó. Ok, Vũ Chí số 4, 78 Trương Công Định, phường 4, quận Tân Bình. Đây, ông Sơn sẽ có cúp cống hiến đứng. Về tướng đứng rất là đẹp. Bây giờ sau khi lấy khung thì anh Vũ Chí sẽ dùng dao lam để gọt những cái đường lay cho làm sao cho nó đẹp và nó đều. Sáu xẹp 15 Nguyễn Thị Minh Khai. À cái này tôi biết này, ở ngay Đà Lạt phố quẹo vô phải không?
ở ngay cà phê Đà Lạt phố quẹo vô là có shop của anh Chí luôn bà con, hứa sẽ không làm cho mọi người thất vọng. Ai ba bơ thì sẽ không có thất vọng. Đó. Đây nhìn tôi bén không? Bén không? Bén. Đó. Đang ngồi trong shop shop ở bên đường Nguyễn Thị Nhỏ bà con. Ở quận 11 nè. Đang đi làm chương trình. Đó. Bây giờ là các bạn đã coi là anh kia anh sắp hớt tóc xong rồi. Cho bà con coi kết quả. Ai kết kiểu đầu này là tới múc luôn. Đó, đẹp không? Khuôn mặt của bạn sẽ đẹp trai hơn thêm một nửa nữa nhờ kiểu tóc. Bạn muốn biết bạn đẹp trai cỡ nào thì hãy đến với Vũ Trí Barber Shop. Chỉ cần thay đổi một chút kiểu tóc là khuôn mặt của mình sáng láng liền. Bạn đi có giữ lại cái dưới không? Không, hốt rồi. Trời ơi, ok. Rồi, xong. Xoay. Được. Tiếp xoay đấy. Nhìn ngon. Đó, sau khi hớt xong là đưa khách vô trong cạo. Vô trong cạo rồi ba con. Rồi đây, bây giờ tiếp tục với anh. Anh Vũ Trí, hiện tại là em thấy có rất nhiều barber shop ở nước ngoài. Ví dụ như Thái Lan, Campuchia đang xem anh. Anh hãy biểu diễn cho mọi người thấy được tài năng điêu khắc tóc của mình. À. Đang đi vào chi tiết dần dần bà con ạ. Đây là một shop barber rất là chất. Khi mà bước vào shop thì mình sẽ thấy được sự chuyên nghiệp của các nhân viên về barber. Nè, nhìn nền nhà của một tiệm hớt tóc là mình biết là người ta có đông khách không. Đó. Đó. Đó là mới hốt rồi đó bà con, mà còn đen thui lùi về đây, góc nào cũng có nha. Đây là một cái kỹ xảo nhẹ ở trong quay phim á. À. Không biết quay gì mà phải để chai nước xịt ra ăn trước đó. Mấy bạn nhìn anh Vũ Trí, mấy bạn có thấy giống nhân vật nào ở trong phim nào không? Đây là một người thợ cắt tóc nha bà con. Rất là ngầu. Tiếp theo. Ca tiếp theo à. Anh Vũ Trí là Vũ Trí là một cái thương hiệu trong làng barber cũng rất có tiếng, cho nên lượng khách không ít bà con. Nãy giờ là tôi thấy đi ra vô không ngớt rồi đó. Tụi tôi qua đây bất ngờ, buổi sáng tụi tôi điện, buổi chiều tụi tôi tới chứ không có dặn anh Trí sắp xếp khách trước đâu nha. À, đi vô chi tiết.
dùng dao lam một cách điêu luyện, chứ không hồi nãy giờ là hứng rồi. Rất nhẹ nhàng, không hề bị xước nha bà con. À, ngoài khắc những cái hình mà khách yêu cầu thì anh Trí còn có thể khắc chân dung người nữa, đúng không anh Trí? À, anh Trí cũng nhận khắc những cái mặt chân dung ở trên tóc của bạn. Ok. Đó, bị đuổi miết bà con. Anh Lê đi chỗ khác chơi đi. Anh Lê là anh nào ấy nha? Khó anh chứ ha. Các bạn có sai đâu, okay, bạn đúng ơi. Rồi. Sai thì giống em thôi. Đây là mà xung quanh em cửa rồi. Thấy cửa không? Đây là ai chủ nhà? Không cho. Không cho anh Sơn. Bây giờ chờ ảnh khắc xong nữa đúng không? Long Lê ảnh bé bơ, ảnh Long Lê với anh Lê được lên sóng ké nha. Long Lê lại. Rồi tiếp tục với vị khách này. Chúng ta hãy xem trước và sau khi cắt tóc đó. Ê biết đâu, biết đâu được. À, chút nữa cắt xong là chúng ta xem lại cái bộ mặt đó, ấy lộn khuôn mặt đó. À, một cái tóc rất là đẹp, 60k. Giá dịch vụ của anh Trí cũng không có mắc nha bà con, nên mọi tầng lớp đều có thể sử dụng được. Đây, cho bà con coi bảng giá luôn. À, hớt tóc 60k, cạo mặt 10, ráy tay 50. À, rồi. Giá này được áp dụng trên tất cả hệ thống đúng không chị Mai? Dạ. Dạ, đó, toàn hệ thống một giá. Dạ. Nếu mà ai lấy giá hơn là báo về liền, khách có quyền báo về, nhưng mà bà con có quyền tiếp, thợ không có ngại đâu. Tội nghiệp anh này vừa đi cắt tóc mà vừa phải mỏi tay. Nhưng mà ráng nha. Đây là địa chỉ ở... địa chỉ số nhiêu nhỉ? Ở ngay góc ngã ba Nguyễn Thị Nhỏ và Lữ Gia đó bà con. Wow, đẹp vậy mà chỉ có 60k. Đó chú. Mấy bạn nhất là hợp với mấy bạn sinh viên, đúng không? Mình đi làm đẹp các kiểu nhưng mà mình chỉ mất có 60k thôi. Rồi, kết nối mạng yếu. Mạng yếu rồi, trời ơi. Rồi, xin lỗi bà con nha, nãy giờ mạng yếu, trời ơi. Nãy giờ chuẩn bị có gần 200 anh em đang nói chuyện mà giờ mạng yếu rớt một cái còn có nửa quân số à bà con. Rồi nha, bà lầy tới đó luôn hả? Ừ. Bà lầy được. Tiệm mình ở đâu vậy, em qua luôn bây giờ được không? À, tiệm Vũ Trí có 8 chi nhánh, bạn biết địa chỉ nào thì bạn cứ tìm Vũ Trí Viber Shop nha. Nó sẽ hiện ra cái chỗ gần bạn nhất phải không? Bạn tìm ở trên Google Maps. Google Maps có không anh? Đó, có. Cứ bật Google Maps lên tìm Barber Shop Vũ Trí. Là chỗ nào gần nhất nó sẽ chỉ bạn tới. Hello Brazil. Hello. We're from Vietnam. A Barber Shop in Saigon. Công nghiệp 4 từ từ nha. Đó. Chị Mai Trương là vợ anh Trí là sẽ nói là mai mốt ở gần công nghiệp 4 cũng có, các em cứ yên tâm. Ngoại nè mẹ Moon. Chị Mai là mẹ Moon à.
Nãy giờ trên trần nhà của anh Trí rất là đẹp, tường nhà rất là đẹp, nên ông Sơn ông cứ bị dính với lại cái tường nhà luôn. Bà con biết sao mà nhìn mấy người xăm mình trẻ mãi không già không? Tại vì á, mình xăm mình che đi hết mấy cái vết nhăn nheo trên da rồi, còn đâu thấy đâu mà thấy già bà con. Như cái mặt ông Vinh nó bình thường nó nhăn y như bánh tráng mà nhúng vậy đó, nhưng mà ông che hết mấy phần nhăn đi rồi, còn có cái khúc giữa, còn có con khúc giữa làm gì mà nhăn, đúng không chồng? Hello. À, sắp được rồi bà con, đang vừa nãy giờ chi tiết được cái đuôi rồi. Hello. À, hớt tóc rất là nhanh tay. À. Động tác này cũng giống như massage da đầu luôn ha. Nó phê phê đã đúng không anh khách? Hồi đó tôi cũng chọc đầu nên tôi biết cảm giác đó bà con. Đã. Mỗi lần dùng tông đơ cả 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 tê tê giật giật giật. À đúng rồi men, ok men, chúc anh về nhà anh coi được rồi đúng không? 7 giờ tối nay làm về vàng được không? Ok men. Mai gặp nha, mai qua tiệm nha. Cưới chưa? Chưa. Sắp cưới rồi mẹ. À. Qua đang nói chuyện với Việt đâu mẹ. Đấy. Nãy giờ là bà con đi chơi với tôi dạo vòng Vũ Trí ba bơ bơ bê, với lộn ba bơ shop sướng không, nãy giờ nói líu lưỡi luôn rồi nè. Đây bà con nào mà bây giờ qua Vũ Trí là mình sẽ ngồi đây, đây là ghế chờ, ghế chờ xe buýt đó em, đúng rồi, ghế chờ tới lượt, tới lượt xuống tóc. Thế thì chờ hoài không có ai ra mời tôi lên ghế ngồi chờ. Chồng lên thắt bính đi. Chút nữa tôi sẽ ngồi thắt bính nha bà con. Thắt bính y như anh lâu Trí. Trời ơi. Lâu lâu nhanh mà. Nhanh mà. Để đầu đi, để đầu bính đi mà. Thấy không? Thấy không bao giờ mà ngồi chờ đợi vợ làm đẹp được. Nhìn bộ mặt ổng kìa. Ghét chờ đợi ai vậy mày? Ở trong kia cũng là một không gian làm việc mà dành cho những bạn cạo mặt rái tay là... Rồi qua chém gió tôi chút đi. Chút nữa anh Trí tới đâu rồi mình à? Tiếp bữa nay là tôi chiếm lấy Facebook của anh Trí mà. Rồi bây giờ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn về shop của anh Trí các kiểu. Đây. Chi tay của anh Trí. Hình như là đây là Quang Công. Ủa chồng đây là Quang Công hay Quang Vũ vậy? Ủa vậy hả? Tôi không biết luôn á. Sao tụi nó kêu gì quan công á thì cầm đao xuống, mà quan vũ thì cầm đao lên. Ai nói? Ai biết? Bà nghe nói nói giống như Nguyễn Huệ quan trung là ai vậy? Lú quá bà con ơi. Thôi anh nào cứ thả tim nãy giờ thả ít thôi lắc lắm. Rồi đi qua anh Vũ Trí coi tới đâu rồi. Rồi. Khá rồi.
cái hình rất là nhiều chi tiết cho nên là ảnh làm cũng cực. Nhưng mà ảnh đã quyết tâm chọn cái hình này. Bây giờ là mình gọt bớt. Anh này tới đâu rồi? Chị ơi, chỗ anh Chí nhận học viên không ạ? Có bà con, anh Chí có lớp đào tạo riêng, bà con nào muốn học thì nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho anh Chí nha. Rồi bây giờ tôi sẽ cho bà con coi cái mặt bằng của anh Chí để mai mốt mình đi qua mình thấy là mình chụp liền. À, anh cứ ngồi đi để em dắt bà con đi chơi một dọc. Ở đây có dùng điện thoại không ta? Không, trời ơi, em ra bảo vệ điện thoại, bảo vệ điện thoại. Đây, tôi đang đứng ở ngay ngã ba Nguyễn Thị Nhỏ với lại Lữ Gia. Còn ở vị trí shop của anh Chí là 91 Nguyễn Thị Nhỏ bà con. Rồi cái gì, để tôi quay lên bên trên. Đó, Barber Shop Vũ Trí, bự cho bá luôn nên là rất là dễ nhìn. Dàn nhân viên của anh Vũ Trí thì chỉ có mặc đồng phục cùng nhau một kiểu màu đen ở kia. Còn màu trắng này là của tiệm tôi nha bà con. Đây là một ngã ba khá là đông đúc, đối diện cốp mắt, cốp mắt quận 11. Ê chồng, mình đứng đây là mấy người bên kia nhìn đèn đỏ nhìn qua mắc cười lắm á. Bạn có muốn gắn thẻ long lê à? Đâu long lê đâu đó, long lê đó. Bạn ấy cũng là một thợ cắt tóc luôn. Bà con thấy thợ cắt tóc ở Sài Gòn chất chưa? Xăm hai tay không à? Nông tay các kiểu luôn. Hello Thailand. Đó, thợ tóc ở Sài Gòn. Anh bảo vệ sao chưa xăm mình với nông tay nữa trời. Cái cửa bên ngoài, mấy cái shop kia của mình là cũng trang trí theo cái tông như thế này luôn đúng không? À, những cái shop tóc của anh Chí thì trang trí theo một tông nên mình dễ, rất dễ là nhận biết. Ông Sơn có cắt tóc không? Rồi bây giờ anh Chí đang làm gì đây? Cạo nhẹ nhàng. Khách vô, khách vô. Ở đây khách từ trẻ tới già, từ lớn tới nhỏ, phục vụ hết bà con. Hai anh em dắt nhau đi cắt tóc. Chị Mai có người hỏi là shop anh Chí dạy bao nhiêu một khóa học? 1.000 đô bà con, bao ra nghề? 6 tháng nha. Cắt tóc cũng cần thời gian luyện tập thực hành nhiều để thành nghề bà con, chứ không phải học 2-3 tháng ra nghề. Ở bên anh Chí là 6 tháng.
Dạ. Ok chị, vậy để em qua nơi Trăng Long đi chỗ gần. Dạ dạ. Ok chị. Rồi mai mốt tôi muốn thắt bính giống như anh Trí đây nè. Bính bính rất là chặt, rất là chắc. Thì tôi qua chi nhánh 3 hoặc chi nhánh 2 tôi thắt. Vũ Trí 36. Hai ba đôi à, chưa có đủ nữa. Cảm ơn cô Mai chú Vinh hôm nay xem được hết tiệm thợ chuyên nghiệp nghệ thuật. Cảm ơn nha. Dạ, cảm ơn cô Sương Lê. Đó, bà con anh Trí nhận 1.000 đô một khóa 6 tháng. Về tóc đó. Mày nó không? Ừ. Đây không bạn. Con này nó xéo xíu không? Ờ xong xong đưa vô tao của tao má được. Đây là ekip của tụi tôi. Tụi tôi được lễ hội xăm mình Sài Gòn Tattoo Expo năm 2018 mời làm truyền thông và để PR cho cuộc thi về tài năng của các thợ xăm lên. Thì tụi tôi mời anh Trí và những người của shop mình làm đại diện hình ảnh. Hình ảnh của anh ấy rất là chất. Bà con nhìn nè. Ngày trước thì anh Trí có làm xăm. Và bây giờ một tiệm xăm của anh vẫn đang hoạt động. Cho nên hôm nay chúng tôi đến với tiệm tóc của anh Trí để quay cảnh anh Trí làm việc. Hình ảnh của anh Trí rất xứng đáng để đại diện cho những người có hình xăm mà thành công ở Sài Gòn. Đi đến tiệm của tôi, tóc chỉ có chồng. Còn tiệm của anh Trí có tóc chứ tiệm tôi chọc hết rồi bà con. Bên tóc nó cũng có đồ nghề riêng của tóc ha chồng ha. Facebook của mình là Phạm Mai bà con. Hôm nay mình tới tiệm của anh Trí làm chương trình cho nên mình mượn điện thoại của anh Trí livestream sẵn tiện. Đó giờ anh Trí có livestream nhưng mọi người không có thấy được toàn cảnh trong tiệm và cách làm việc trong tiệm của anh ấy một cách rõ ràng, thì hôm nay mình cầm điện thoại để cho mọi người dễ tưởng tượng hơn và có thể đến gần với anh Vũ Trí hơn. Trời ơi, điếu này chắc không phải là điếu thuốc. Này, bây giờ là tới em bé này. Ủa nãy giờ bật đèn flash à? Kêu barbershop. Barber thì phù hợp với mọi lứa tuổi. Dạ. Từ em bé đến ông già dạ. Ai cũng có thể đến dạ. Shop barber dạ. Làm đẹp hết. Gớm. Xưa còn bốn giày nửa tiếng hồ khi tắm vô giờ. Có nhiều đó thôi chạy hoài hả? Giờ bị dính cái này nửa tiếng. Để cho cái tác phẩm đẹp hơn thì anh Trí đã dùng bút để tạo những cái mảng tối của hình. Của ổng râu dưới râu trên cột với nhau được. Cột được là thiệt.
hôm nào chị xăm cho em nhé. Ok, qua tìm tôi. Tôi được cái này mấy bạn, tôi cái này mà tôi bỏ ra lại dài xuống dưới đây à. Tôi trên dưới cột với nhau được. Khoe miếp. Thôi. Bữa nào á, tối ngủ á, tôi ngứa mắt á, lấy kéo tôi kê vô một cái là thôi. Sáng sáng sau bị chồng quýnh bầm mắt. Chồng có khi nào mà vợ cắt rau chồng chồng quýnh vợ. Ê đừng giỡn mẹ, hỏi kỳ mẹ. Cái râu này người ta đẹp nhờ, có cái râu không, cái râu thấy gớm luôn á mẹ. Thấy đẻo không? Ờ. Rồi khách vô nữa. Ừ. Bạn muốn cắt tóc hay cạo chọc? Anh lên đây anh, em hết nha. Phải sao kỳ mà ý? Mày giật khách của tao. Hả? Một kiểu một giống vậy hơn nè. Vô. Đây. Bà con sẽ thấy được sự đẹp trai của anh này sau khi ảnh cắt cái đầu này. Vô là sẽ được tư vấn trước nha. Tư vấn làm sao để được đẹp trai. Chào chị 13 Mai Trương. À, vâng, chào bạn Thúy. À, chị 13 đang tính tiền. Công việc của chị Mai chỉ có tính tiền thôi mà từ sáng đến tối mệt muốn chết luôn. Tính tiền mà mình muốn chết à. Cũng được. Chào sư phụ Thúy Khỉnh là. Đây, Thúy Khỉnh chào sư phụ. Trời ơi, nhiều người coi quá mẹ. 245 người coi luôn. Nãy giờ là đã có 250 anh em vô nghe tôi chém rồi đó. Ai, nhưng mà tôi để rất nhiều thợ barber vô xem. Ai, các bạn cứ xem đi. Tôi hy vọng một ngày nào đó ngành barber của các bạn cũng phát triển như tất cả các ngành nghề khác, và cái nghệ thuật của barber được người khác đề cao. Chút nữa anh Trí cho trắng vô nữa. À, chưa có xong nha bà con. Chừng nào anh Trí kêu xong mới gọi là xong. Ý da, cuộc thi cây kéo vàng bây giờ là có cây kéo nhựa vô xem. Kéo nhựa sao cắt tóc được ông nội. Á à, trời. Rồi anh Trí đã không chuẩn bị đủ đồ nghề. Ý tưởng nãy trong chốc lát. Đúng rồi, chụp xa nó mới ra. Anh Vũ Trí đã quên mang đồ nghề màu trắng rồi bà con. Dạ đúng rồi, để ra có trắng và xám nữa. Nghiêm nghiêm nghiêm, vô. Rồi, bây giờ với tới đội quay tác nghiệp. Anh đúng là barber thuần phong cách phương Đông luôn. Cây kéo nhựa đã nói với một cây kéo vàng. Rồi. Chuẩn bị tới cảnh của tôi diễn rồi bà con ơi. Trong cái series chương trình để khởi động cho Tattoo Expo 2018 thì tôi là một nhân vật mà cái cánh tay đó được trọng dụng. Ở phân đoạn nào cũng có cái cánh tay của tôi hết, ghê thiệt chứ. Trời ơi, chưa có chỉnh sửa mà đẹp quá anh ơi. Đây, cho mọi người ngắm. Chưa có cái gì hết đó bà con. Cái này mà đầy đủ đồ nghề là anh Trí sẽ làm ra gì đây?
Vô. Anh muốn nói anh là ba bơ là gì? À, ví dụ như tôi là ba bơ bụng chi. Ba bơ hẹn các bạn. Hẹn các bạn tại Sài Gòn Tattoo Expo 2018. Không vậy thì khỏi tiệm tattoo luôn, nó là tôi là barber vị trí thôi. À. Vậy thôi, không nếu mà tôi là anh không có anh có sạp đâu không? Anh có sạp barber, anh có sạp mà làm barber không? Không biết bên bên kia còn không có gì rồi. Thì anh chỉ cần nói là tôi là barber vị trí thôi. Không cần. Vậy thì em thích hình tích. Hẹn gặp các bạn tại đó luôn. Hẹn không? Chuẩn bị tôi vào việc rồi. Có làm nghe tôi trước không? Không, à, hả? Ok. Vô làm anh Trí trước. Vậy thì tôi vẫn còn chém được với bà con được một chút. Hả? Lại khách mới. Nãy giờ tôi thấy ông này làm nhiều khách lắm rồi, tiền để đâu cho hết bây giờ. Không? Làm không ngớt tay bà con. Cắt tóc rất nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng không em? Mày đừng có gục gục chút nữa, đầu mày méo giờ. Rồi. Bây giờ tôi đã vào việc rồi bà con, không ai dắt nữa. Có gì hẹn bà con vào lần sau ở Facebook của anh Vũ Trí nha. Tôi và anh Vũ Trí còn làm việc chung với nhau rất nhiều ở trong 2 tháng tới. Vậy nha bà con, hẹn gặp lại bà con. Nếu các bạn muốn quan tâm đến lễ hội xăm mình thì ngày 10 đến ngày 11 tháng 11 tại sân vận động Hồ Xuân Hương, quận 3 nha bà con. Bye bye.